Xin chào anh em, hôm nay Tuấn Mô Tô giới thiệu với anh em chiếc Rebel 170 nha. Rebel 170 nha. Dòng xe hai máy nha anh em. Phú ảo thuật nổi tiếng câu chuyện cậu bé sặc răng trong khu rừng Tần Tiên. Giảm giá vé đặc biệt xuất đến sang ngày 9:30 sáng. Hôm nay ngày 21 tháng 11 Tuấn Mô Tô giới thiệu tiếp tục giới thiệu cho anh em chiếc Rebel 170. Dòng xe hai máy nè. Xe màu đen luôn, xe rất là đẹp. Máy mát chạy rất là dữ nha, dòng xe 70 chạy rất là mạnh nha. Anh em mua xe về chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm cái gì nữa hết. Máy rất là dữ luôn, chạy rất là mạnh nha. Hôm nay nào mua thì liên lạc cho em nha. Giá của nó là 41.500 nha. Tính rất là đẹp luôn. Giá của nó chỉ có 41.500 thôi. Anh em nào mua thì liên lạc cho em. Thì Rebel 170 nha, dòng xe mẫu lớn nha, máy mạnh luôn, máy tròn nè, rất là mạnh. Anh em nào mua thì liên lạc cho em nha. Gần Tết rồi, xe rất là hiếm nên anh em nào mua thì nhanh tay vào chốt giá liền. Anh em nào muốn sắm xe đi Tết thì giờ lo mua đi, chứ không đến Tết rồi xe rất là hiếm mà giá xe lại rất là cao nữa. Nên anh em nào mua thì nhanh tay liên lạc cho em. Đây là chiếc Rebel 170 nha, dòng xe máy lớn nha. Hai máy máy lớn cũng rất là mạnh luôn. Anh em nào mua thì liên lạc cho em, xe còn đẹp lắm, máy zin luôn. Chưa có làm gì hết, máy rất là mạnh luôn. Thì gần đến Tết rồi xe rất là hiếm anh em. Giá xe mỗi ngày mỗi cao nữa. Nên anh em nào mua thì lo tranh thủ mua đi, chứ không là đến Tết không có xe để đi đâu. Cái này là máy lớn nha, máy lớn 170, máy lớn nha. Bori nó nằm trong luôn, không có nằm ngoài như mấy cái dòng xe mẫu nhỏ. Cái này là mẫu lớn nha, bori nó nằm trong luôn, bori nó lút trong luôn nha. Anh em nào muốn lao chùi bori hoặc tha bori thì mở cái nó hai con ốc này ra để lấy cái nắp này ra, bori nó nằm trong này. Còn 125 thì không cần thiết, 125 thì nó nằm ngò, 150 nó nằm ngò, nhưng mà riêng 170 là dòng xe máy lớn là nó nằm trong hết. Nên anh em nào ấy thì cứ mở trong nó ra, chạy thời gian rồi mở lao bori cho nó đều hai cái bori cho nó nhà nổ. Còn mấy dòng xe này rất là nhà nổ, không có gì để khó nổ hết. Anh em nào mua thì nhanh tay gọi điện cho em để chốt giá liền, số điện thoại là 0369 669 659 nha, để chốt giá. 170 xe này máy dữ lần lắm anh em, nó có đầy đủ luôn, con dựa nè, chống đổ rồi kiến hậu kiến đồ là còn nguyên thân hết, rất là đẹp. Vỏ trước vỏ sau là còn ok nhau, trên đĩa còn tốt. Anh em nào mua thì điện cho em để chốt giá nha. Những dòng xe Rebel này nó rất giờ hiện tại rất là hiếm nha. Trong thành phố Hồ Chí Minh giờ rất là hiếm. Các tỉnh thì em không biết, nhưng mà thành phố Hồ Chí Minh thì rất là hiếm. Vì đa số là giá tiền nó rẻ, mà xe đẹp, mà chạy rất là bền nữa, chạy xa rất là tốt, nên thường thường đa số là giờ người ta rất là thích mấy dòng này. Nên anh em nào mua thì nhanh tay gọi điện cho em để chốt giá một chiếc liền. Đó, bên em được chuyên bán cái dòng Rebel này nên xe bên em về là làm sửa lá sạch sẽ rất là kỹ. Nên anh em mua về chỉ có việc sử dụng thôi, không cần làm một cái gì hết. Còn mấy dòng xe này thì nó có cái nhược điểm phải là anh em đi thời gian này anh em mở ra lao bori hoặc là mua hai cái bori khác dán vô để cho nó đều hai cái bori. Còn anh em để nhiều lúc anh em để lâu thì ra đề tí là nó nổ, rất là nhẹ nổ vì nó hai máy, rất là dễ sử dụng, rất là dễ chạy. Hộp số nó là 5 số, một trước móc lên, 2-4-5 móc lên, 2-4-5 móc lên. Còn xăng nó rất là lợi xăng nha, dòng xe này rất là lợi xăng, nó trong tầm 35 cây số một lít xăng, tùy theo anh em sử dụng thôi, rất là lợi xăng luôn, tầm 35 cây số một lít xăng. Xe rất là đẹp nha. Anh em nào vừa tìm Rebel 170 thì alo cho em liền nha. Giá của nó là 41.500 nha. Xe rất là đẹp luôn.
rất là sạch sẽ gọn gàng đó, máy móc em ru mới về chỉ việc sử dụng thôi. Hôm nay nằm có thể nhắm tay liên lạc nha, xe đẹp luôn. Dòng xe này là dòng xe 170 máy lớn nha. Máy lớn, cái phone nó diện tích nó thấp thôi, anh em nào chạy cũng được hết chứ. Nó thấp chứ nó không có cao. Rất là dễ sử dụng. Đó. Thì xe này nó thấp, anh em nào thấp đi vẫn được. Không giống như mấy cái dòng xe mẫu kia là nó cao, còn mấy dòng này là nó vừa phải lắm, rất là dễ chạy. Đó là 41.500 nha. Địa chỉ là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Địa chỉ cửa hàng em là 262 đường Văn Anh, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú nha. Anh em nào mua xe thì có hỏi là xe bao nhiêu phân khối thôi nha. Chứ đừng có hỏi là trả hết ga bao nhiêu phân khối, thì hồi đó về em bán xe chưa có chuyến nào mà em trả hết ga hết trơn nha. Nên nhiều anh em hỏi trả hết ga bao nhiêu phân khối em khó trả lời lắm nha. Anh em nào hỏi là chạy được xe này bao nhiêu phân khối thì em trả lời được, chứ còn chạy hết ga bao nhiêu phân khối thì em trả lời không bao giờ được. Vì đa số nhiều người sử dụng xe hồi đó giờ mười mấy 20 năm chưa khi nào người ta chạy hết ga đâu đó, từ kể cả thanh niên rồi trẻ trâu đồ nó mang nó chạy ra thôi mới biết được thôi. Chứ còn mà nó chạy hết ga bao nhiêu phân khối hồi đó giờ em chạy rất là nhiều xe nhưng mà chưa có chiếc xe nào mà em chạy hết ga hết trơn. Nên anh thông cảm nha. Còn anh em nào muốn chạy hết ga thì mua xe về nhà rồi chạy nha. Hết ga chỉ có đi đâu xa xa thôi, ra quốc lộ rồi ra cô tốc rồi mới chạy hết ga. Trên thành phố thì nó thì có anh em chạy chưa hết số nữa chứ đừng có nói hết ga. Trong thành phố này nhiều lúc chạy chưa hết số năm nữa chứ đừng có nói là hết ga nha anh em. Anh em nào mua xe hỏi bao nhiêu phân khối thì em trả lời được, nhưng mà hỏi chạy hết ga bao nhiêu là em không thể nói được. Vì em đâu không có khi nào đi xa hết trơn, anh chỉ quần trong thành phố này thôi. Trong thành phố này nhiều lúc ở nhà đến chỗ làm chưa chắc chi chạy hết số nữa. Đó, xe này hộp số nó 5 số nha, số 1 trước 2 3 4 5 móc lên. Đó, xe rất là đẹp, máy rất là ring. Đó, anh em nào mua thì gọi điện cho em liền nha. Giá của nó là 41.500. Anh em nào mua thì gọi điện cho em để chốt giá nha, số điện thoại là 0369 669 659 để chốt giá nha. Rồi em xin chào tạm biệt hết anh em nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh bên em thì bấm đăng ký kênh giùm em nha để theo dõi video sau nha. Còn anh em nào bấm đăng ký kênh rồi thì bấm like và chia sẻ giùm em đi. Đó, để cuối năm em có chương trình khuyến mãi tặng gạt điện thoại cho anh em á. Nên anh em nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh nha.